Vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày hôm nay trên quốc lộ 13 đoạn thuộc phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ va chạm giữa ô tô du lịch và xe máy khiến một nam thanh niên trọng thương. Theo nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào thời gian trên, ô tô biển kiểm soát 52Z1877 do tài xế tên Hoàng, khoảng 25 tuổi, lưu thông hướng từ ngã tư Bình Phước về ngã tư Hòa Lân. Khi xe vừa đến trước siêu thị Aeon và đang sang đường rẽ vào sân golf Sông Bé, bất ngờ xe máy biển kiểm soát 71B176413 do một nam thanh niên chưa rõ danh tính chạy hướng ngược lại với tốc độ cao, không kịp quan sát nên đã bị ô tô đâm trực diện. Cú đâm trực diện khiến xe máy lọt một phần vào gầm ô tô, cả hai xe đều bị hư hỏng nặng. Nam thanh niên bị bánh xe cán qua trọng thương và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.